Xin chào các bác, cửa hàng Minh Audio Hòa Đông lại lấy về được một lô âm ly dài ngắn rất là đáng chơi đây, thì nó vừa tiện. Âm ly của Pioneer, những loại này thì tôi bán quá nhiều, tôi cứ hàng về thì tôi lại đăng lên với các bác cùng xem. Kích thước nó không phải là kích thước 42 mà nó tầm 38, nên là giá nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà bên trong rất là gấu, đặc chắc, nặng. Bề sâu thì nó vẫn sâu như những con âm ly bình thường khác, nhưng mà nó làm ngắn bề ngang, nó là âm ly rời, rất là đáng chơi, vừa tiện. Cái loại này thì nó là những cái mạ âm ly quá quen thuộc với cửa hàng tôi hay bán. Tôi quay qua các bác cùng xem. 6.800 hay là mã 4 triệu đồng. Rất nhiều loại này. Ở đây đa phần là 6.800 hay là mã. Còn 6850 ở đây có không? Có một con 6850 bán giá 3,5 triệu. Còn đây có một con 4.400 nữa, đây bán giá 3 triệu đồng. 6.800 bằng đôi. Đây có mỗi 3 mã thôi, đây, hàng nó về rất nhiều nên tôi đăng mời các bác cùng xem. Đấy, cơ bản là có giá từ 3 triệu 3,5 và 4 triệu đồng bán luôn. Hàng bãi nguyên zin rất đẹp luôn. Nghe nhạc dùng Pioneer thì quên sầu luôn. Pioneer chuyên trị nghe nhạc vàng các bác ạ. Nghe nhạc vàng tiếng bát, tiếng tép cực kỳ mềm mại, đặc trưng của dòng Pioneer vậy. Thì những cái mẫu này nó là mẫu âm ly dài ngắn nên là giá nó vừa tiền. Còn những mẫu âm ly mà nó dài to như này, 42 nó sẽ đắt hơn, mặc dù cùng cái kiểu cấu tạo. Vâng, xin cảm ơn.